Ok, thì ngay bây giờ mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách mà để tham gia nhận thưởng từ kênh của mình nhé. Thì mỗi video đăng lên mình sẽ trao thưởng ngẫu nhiên cho hai bạn may mắn nhất. Mình sẽ quay random bình luận nha. Đấy, thì để tham gia thì bước 1 các bạn like video cộng đăng ký kênh giúp mình. Bước 2 các bạn bình luận phía bên dưới video với nội dung là tên nhân vật cộng một lời chúc. Đấy, bước 3 thì mình sẽ trao thưởng cho các bạn dựa trên số like mà các bạn đã like video của mình. Thì ví dụ như sau, trong video đó các bạn like cho mình được 10 like thì mình sẽ tặng 10 thỏi vàng cho hai bạn may mắn. Video đó được 100 like mình sẽ tặng 100 thỏi. 500 like mình sẽ tặng 500 thỏi. Đấy, nếu số like nhiều hơn 500 like thì các bạn thích tặng cái gì? Các bạn muốn được nhẫn gan thần thì đồ thần, nhẫn thần, đít vip này tặng càng hoặc là banh trực tiếp vô phí luôn. Chỉ cần các bạn thích thì mình sẽ gửi tặng đến các bạn. Anh em ủng hộ mình thì mình sẽ nhiệt tình lại với tất cả anh em thôi. À, ngoài ra nếu bạn nào không chơi game này hoặc chơi game này ở server khác mà khi mà may mắn nhận được quà từ bên của mình á thì các bạn cứ liên hệ với mình nhé, mình sẽ trao quà cho các bạn bằng càng hoặc là phí, ok chưa? Và lưu ý nè, các bạn phải like video hoặc đăng ký kênh nha. Trường hợp nhận thưởng mà mình kiểm tra lại bạn chưa like như là chưa đăng ký kênh á, coi như bạn bị loại nha. Đấy, trường hợp bị loại thì phần thưởng đó mình sẽ trao lại cho các bạn khác, ok chưa? Hey, xin chào tất cả các bạn. Sau bao ngày vất vả thì nay con rể của mình xuống núi rồi anh em à. Đấy, thì bây giờ nó đã mất giới hạn sức mạnh rồi nè. Hiện tại là con rể bươu của mình đã được 84 tỷ nha. Mình sẽ tiến hành về nhà để mà cho anh em xem cái chỉ số của nó nhá. Đây, mình sẽ ra làng này. Mình sẽ tháo hết đồ nó ra nhá. Thì úp lâu vãi chưởng luôn anh em, mà không biết anh em úp để bư như thế nào, nhưng mình úp con này lâu vãi chưởng luôn. Đấy, mình sẽ tháo hết sạch đồ nó ra này. Đây, không còn cái gì nha. Bộ skill là đấm demon nè, Kamiyuko tái tạo năng lượng và biến hình. Đấy, sức đánh như anh em đã thấy hiện tại là nó được 30 full, 30k sức đánh rồi. Đấy, còn HP với Ki thì cũng full luôn. Giáp thì tận 4k mấy luôn. Trời ơi, cái thằng mập này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mặc đồ sức đánh vô cho nó anh em ạ. Sau bao ngày on phiên bản mod đấy anh em, nay on lại phiên bản gốc sướng vãi bìu luôn anh em. Nè, anh em thấy di chuyển nó nhanh không? Không còn bị kẹt map mà anh em chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Úi ơi, mượt ơi là mượt. Đây, nên là mình quyết định là mình sẽ on bằng phiên bản gốc anh em ạ. Mình sẽ mặc đồ cho con gương mặt nhà mình nhá. Đấy, thì sau khi mình mặc full đồ sức đánh cho nó, hiện tại là đồ 7 sao thôi nha anh em. Mình chưa có đọc lên 8 sao thì mình tương lai mình không có định chơi con rẻ này, cũng như là mình không có định chơi set đồ quỷ diệt này cũng sư phụ, mình sẽ đổi sang blue 1 để thì mình sẽ đổi sang rẻ xảy ra. Đấy, thì hiện tại mình chỉ chơi đồ 7 sao cho nó thôi, gắn 12k 7 sao này, thì 7 sao và giáp bị tập 7 sao thì nó được 230k sức đánh anh em ạ. Thì không biết nó hơn để thường được bao nhiêu nhá, cái mình hợp thể lại thử xem là nó khác gì với con đệ thợ lần à. Hợp thể lại này chưa item là được 400k sức đánh, mình chưa tháo giáp luyện tập nữa nha. Để mình tháo giáp luyện tập ra được 501 này, 501 mình tiến hành mình ăn cuồng nộ lên thử xem. Cuồng nộ lên được 1.036k anh em ạ. Thì để xem là hôm trước với con đệ thường, à cái này là chưa có ngọc lòng đen nha anh em. Đấy, anh em có thể thấy này, chưa có ngọc lòng đen thì được 1.036k, còn hôm trước con đệ thường có ngọc lòng đen thì để mình xem lại clip xem được bao nhiêu k nhé. Đây anh em ơi, thì ở clip hôm trước với con đệ thường mình hợp thể lại có cả ngọc lòng sao đen luôn thì nó được là 1.027k. đấy, nhưng mà hôm nay tới với con đệ bư thì nó ngon hơn anh em. Anh em thấy không, chưa có ngọc lòng đen luôn và đã được 1.036k rồi. Trời, quá tuyệt vời. Tối nay à anh em ơi, anh em nào chơi bên hiện tại mình đang on bên Blue 06 này, có anh em nào chơi bên này thì mình có cái ban hội á tên là Rich Farmer, hiện tại còn thiếu người ôm ngọc rồng đen á anh em, có hai xây da thôi nhưng mà vẫn thiếu. Đấy, đam thì dư rồi, anh em nào chơi xây da thì muốn giao lưu thì liên hệ với mình nha, liên hệ qua Facebook cá nhân giúp mình. Đấy, mình tuyển thành viên nha, tuyển xây da thôi, nam ít với trái đất mình full rồi. Đấy, anh em nào muốn giao lưu thì vào chơi chung với mình, anh em chơi lâu dài với nhau vui vẻ thôi mà, có bot chat nữa, anh em vào đấy nói chuyện giao lưu với nhau. Đấy, ok nhá. Thì bây giờ mình
sẽ tiến hành mình đi test thử cái cam của nó xem là có khắc bọt gì không nhá. Qua khu vực luyện tập này đấy, mình vẫn chưa còn một cái trứng ở đây này, để con bư này mà lỡ nó lì lợm mà mình đổi sang bư trái đất, à bư xây da liền đâu có chơi được đây nha. Mình sẽ tiến hành dịch chuyển thời vào cái mồm con Poco này, dịch chuyển thời này, Kame này 24 triệu anh em ạ. Nó cũng không khác biệt gì lắm, tại cũng hơn cái kia có vài ca sức đánh đó mà. Thử mặt rồi Jackie Chun vào xem có được cái hên hơn. Jackie Chun vào thì được 950k, 52k. Hôm trước mặt rồi Jackie Chun để thường thì hình như được có 800 mấy chục k. Tính ra con bư này ngon anh em nhỉ. Con bư này mà anh em kiếm cho nó cái gân trên 12k là ngon à. Và hợp thể lại là ngon à. Nhưng mà vấn đề là úp nó hơi chậm một tí thôi. Rồi mình sẽ chạy về nhà rồi mình qua lại để cho con Bobo nó hồi máu anh em ạ. À, dịch chuyển thứ thời thử xem được x4 không nha. Dịch chuyển thứ thời Kame này 21 triệu anh em ạ. À, không biết là từ khi mà mình săn được cái này, cái x4 này vĩnh viễn chưa một lần nào mình được x4 đoạt trưởng luôn anh em. Muốn được cái cảm giác nó một lần thử coi là nó được bao nhiêu. Thấy mình Kame trung bình là tầm 24-25 triệu, x4 lên rồi cũng được 100 củ anh em nha. Đây là xếp thường nha, không phải xếp blue nha, mình theo xếp hủy diệt 7 sao thôi. Dịch chuyển thứ thời Kame 20 triệu, 20 triệu, 2 triệu. Ừ, mày làm gì? Ừ, mày làm gì? Mày làm gì? Nào, quay x4 anh em ơi. Được tám mấy triệu à, để tí nữa mình xem lại nha. Đấy giờ sao bao ngày cũng được phát x4 rồi, sao tám mấy triệu là như nào? Đâu, thử lại phát nữa xem. Dịch chuyển thời ca này 3 triệu, nó hên xui à anh em. Phát thì được 20, phát 21, phát 23, phát thì 24 triệu. Đã biết đâu mà lần dịch chuyển thứ thời vào một này Kame này triệu, được đúng một phát x4 được tám mấy triệu anh em ạ. À, hên xui thôi mà, tại nó ngẫu nhiên trong một phút mà đâu phải x4 liên tục được rồi. À, mình thử dịch chuyển thứ thời mình quả cầu thử xem nha. Dịch chuyển thứ thời này, quả cầu này 994 triệu nha. Đấy thì 994 trừ 924 là được tầm 70 triệu anh em ạ. À, dịch chuyển thứ thời quả cầu được tầm 90 triệu với cả trang là Mỹ nha, với cả trang Mỹ chịu sức đánh. Thì anh em ở đây là khu không có người á, nếu mà anh em đi săn boss mà khu tầm 10 đến 15 người thì anh em quả cầu, anh em dịch chuyển thứ thời quả cầu thì cũng tầm 100 triệu đó anh em. 1 triệu là sẽ được 100 triệu quả cầu khi đấy, dịch chuyển thứ thời này Kame này 25 triệu. Thì khi mà con nít của mình mặc ở Mỹ với sức đánh trên 1 triệu thì Kame trung bình tầm 25 triệu, 25 hay 6 triệu gì đó anh em. Còn mặc X4 thì hên xui thôi, hên X4 được thì trên Kame được trên 80 triệu. À, đen đen thì anh cho anh em xem này, dịch chuyển thứ thời Kame này đấy được tầm 21 triệu thôi. Ok, tiếp thế thôi anh em ạ. À, bây giờ mình đi support nha, chắc là mình đi qua mình săn luôn trên phiên bản này thử xem có dễ không nha. Lâu lắm rồi mình không có qua gọi là cái trạm tàu hủy diệt anh em ạ. À, biết là các bạn đồng minh bên này dạo này có còn săn không hay là toàn 2 sao cũng 11 nè. Dịch thử xem có anh em. Săn bằng cái này thì nó khó hơn anh em, nó không có thời gian thông báo boss này, nó không có. À mình nãy mình vừa thấy cái ở đây nè, em vào phần cấu hình, à không phải đi nè. Rồi bây giờ có bạn nhận ra mình anh em ạ. À, vui thật ấy. Thì từ video này trở đi mình sẽ làm giveaway nha anh em, đăng ký kênh bật cái chuông thông báo lên rồi theo dõi, cứ mỗi lần ra video là mình sẽ làm giveaway tặng cho 2 bạn ngẫu nhiên may mắn nha. Thì mình sẽ chơi theo cách là mình quay random anh em ạ. À,
chọn ra hai cái bình luận đấy, quay ở trên cái ứng dụng quay của Google ấy. Đấy nhá, anh em cố tham gia rồi. Mời thầy cô rồi. Thằng bé này. Trời, vừa dịch chuyển tức thời là ngoẵng luôn rồi, chơi cái gì nữa. Thôi, đợi boss thôi anh em à. Biết là có săn được trên phiên bản này không chứ. Giờ em muốn thử lại. Giờ em mở mồm rồi. Nhảy mạnh thế nha, mạnh nha. Đấy, trái đất mà anh em khi mà BK anh em gắn cái thôi miên vào đấy. Khi mà anh em bấm đồng ý một cái là anh em thôi miên liền luôn, nó có mà chạy bằng mắt hoặc là anh em choáng lại đấy. Còn nếu mà anh em choáng xịt nha, nó mặc cái thỏ, gọi là nó mặc cái thỏ đại ca chống choáng thì cũng rồi, coi như là thua luôn, nó vả vào mồm. Thì bây giờ mình sẽ đợi boss xem là nó ra được con nào đâu. Mình cắp su qua bên Saiya thử xem. Cắp su qua bên là Kakarot này. Để thử xem là có được cái vừa khen game mượt lại bị lỗi map rồi thế này. Ok, mình trở lại rồi, mình đang on trên phiên bản mod này. Chạy qua thử xem. Úi giời, hết liền anh em, hết loát liền. Nè, khi mà anh em vào mod đó là cái skill này nó lung tung hết. Nên là anh em phải xếp lại. Như mình là mình sẽ cho cái dịch chuyển tức thời vào ô số 4 nè, cái quả cầu vào ô số 5, cái Kaioken vào ô thứ 6. Đấy, bộ skill của mình sẽ như thế này thì nó sẽ không bị lỗi anh em à. Khi mà anh em bị săn nó không bị lỗi. À, vào thử đại hội võ thuật xem vào được không. Uầy, vào được trong này luôn à. Ghi danh thử xem, chức năng đang cập nhật, chức năng Oxin những đang cập nhật hết anh em à. Chắc là trong thời gian tới thôi. Mình qua mình xem có liếm được cái con boss nào bên này không. 5 này. Uầy, có boss luôn anh em ơi, tiền sứ còn 400 triệu này. Ý, item vào thằng boss thì anh em đừng có tiếc item anh em à. Item này rẻ mà, anh em mua cái máy dò, anh em dò tí là đầy. Ý, chết chết chết. Tao gắn skill, gắn cái này vào cái số 2 này, gắn cái này vào cái số 2 này, gắn cái này cái số 1 này. Cho các bạn nó ăn trước một con đi anh em à. Đấy, mình sẽ gắn ăn cái con thật quỷ diệt, đây mình vừa bật cái background lên nhìn cho nó chiến anh em. Hiện tại mình đang sẵn bên xảy ra, em cũng chờ đón xem là sau vài tiếng mình đi phổ boss thì có được cái gì không nha. Qua đây thì anh em chỉ dùng hai chiêu là chiêu chưởng và chiêu đấm thôi nha. Anh em choáng hay dịch chuyển thời là chúng nó lên group, chúng nó chửi đấy. Mình choáng hay mình dịch chuyển tức thời rồi mình choáng thì vẫn được nha, thấy dừng ở sang thì vẫn được, nhưng mà anh em dịch chuyển tức thời với cả anh em thôi miên á nó bị mất chối, thế là bọn xây ra nó lên group nó chửi cho là cháy đất thế này thế nọ, bọn mày thế nọ thế kia đấy. Là anh em thấy mình qua đây mình chơi hai chiêu, chiêu đấm và chiêu chưởng, thì nào bot gần chết mình mới dịch chuyển tức thời đấy. À, nói thêm một tí anh em cũng thấy không, Xayah hầu như chơi HP là đứng nhìn trái đất với cả nam hết bem bem nhiệt tình luôn, xong gần boss gần chết rồi nó nổ nó ăn anh em đó. Anh em có thấy nào đánh không, là đứng chờ chơi cái mặt ra không như này, người ta chửi bú liếm thì lại từng ai. Hôm trước là AD có đền bù cái vụ mà lỗi game á anh em, được cái găng hủy diệt trái đất nè. Thử mình qua mình mở xem là có được cái gọi là cái vào lưu một thôi nha. Anh em nghe nhiều người bảo là qua đảo Guru hên lắm anh em à, để tìm cái khu gọi là số 2, đặc biệt thích khu 2 à, nâng cấp đồ hủy diệt này. Thì có nhiều anh em hỏi mình đó là cái nâng cấp đồ hủy diệt, ví dụ như cái găng này đúng không, cái găng này 5k từ đồ thần linh lên đồ hủy diệt nha. Cái găng thần linh nó có cùi đi nữa thì nó cũng ra tỷ lệ ngẫu nhiên đồ hủy diệt à. Ví dụ như anh em có được cái găng thần linh trái đất là 4k sức đánh đi, 4k tấn công ấy, khi mà anh em nâng lên găng hủy diệt này thì tỷ lệ nó ngẫu nhiên nha,
chứ không phải là gân cùi là sẽ nâng lên hủy diệt cùi đâu, mà gân thần huyết thì nâng lên hủy diệt huyết đâu, nâng là tỷ lệ hên xui từ 1% tới 15% đấy. Hên thì anh em được tầm 10% trở lên là nó tầm 6k rưỡi trở lên đấy, gân zin nha. Hiện tại như cái gân này là cùi này, 5k3 là cùi này đấy, gân của trái đất là tầm 6k tới 6k5 là anh em chơi được, còn gân của xây da là tầm 6k5 tới 7k đấy, trong cái khoảng đó là trên 10% đấy là ngon rồi. Mình tiến hành mình khoan luôn. Gân vải đen ngẫu nhiên một trong ba sẽ kích hoạt à, mà lu gì đây, mà lu gì đây, alo. Thường thì mình nghe anh em nói á, cái blue một để mà ra được cái gân nó khó lắm anh em ạ. À, còn mấy cái đồ kia thì nó dễ, tại gân thần linh trái đất thì nó cũng mắc á. Không biết là cái gân free thì mình được cái gì nè, mình nặng nặng xem, nặng nặng xem. À, mình có cái set đồ này mình úp thì nó sức mạnh, anh em nào lấy mình cho luôn nè. Áo 5 sao này, quần 5 sao, giày 4 sao với cái radar này. Anh em nào thích thì comment phía dưới nha. Phía dưới video này mình tặng luôn cái này, mình không có dùng tới nữa. Vài bữa mình chơi để xây da rồi á, mà mình có đồ của nít, đồ tìm ra sức mạnh xây da rồi. Alo. Alo, đang ở đâu, là đang ở đây. Alo, 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 alo. Cái khó nhất mình làm được rồi anh em à. Trời ơi, anh em. Ôi, mắt của tôi. Mắt của tôi. Chắc cái này không phải số 1 đâu nhỉ. Chắc cái này không phải số 1 đâu. Anh em ơi. Ai đâu. Cái này là chắc là số 10. Siêu phẩm sắp ra lò rồi anh em à. Cái găng AD tặng Free, cái gọi là đền bù đấy. Sắp tới mình sẽ làm gọi là đầu tư một tí vào để cho nó full cái blue 1 nha. Anh em cùng chờ đón xem clip của mình nha. Thì hôm nay may mắn quá anh em ạ. Anh em đi săn boss đi một mình nó khó lắm anh em à, chả săn được cái gì, qua đây bọn xây nhà bọn nổ mình chả ăn được gì, khó quá anh em à. Mãi mới được một cái áo, cái áo này thì cũng để mình là để trái đất nữa, áo này là chắc mặc cho có để tương lai anh em. Nãy giờ hơn nửa tiếng là mình chắc phải ăn 4 5 con gì đó xịt anh em. Một con cuối mình thế nào mà mình ca mê ăn được luôn ấy chứ. Thôi chắc mình xin kết thúc video tại đây anh em ạ. À, video này quá may mắn rồi, mình test đam con đệ tử ma bư mới này, cũng như là mình nâng được cái găng gọi là cái blue 1 đó anh em, từ cái găng hủy diệt free do AD tặng, quá tuyệt vời luôn. Rồi còn đi bú liếm được cái áo nữa đây nhá. Anh em nào muốn giao lưu thì anh em vào VT Rick Farmer server 6 nha, nhắn tin qua Facebook cá nhân như mình, để mình đang cần xây da châu bò để vào ôm anh em, ôm ngọc rồng đen. Thì ôm ngọc rồng đen mình cũng làm clip rồi này kia, anh em vui vẻ giao lưu với nhau thôi. À, còn bạn nào chơi trái đất thì cần thì liên hệ với mình nha, tặng cho bạn cái set đồ này luôn, mình không có xài nữa đấy. 4 món: áo quần radar, tiềm năng sức mạnh, cùi thôi, nhưng mà đó là đồ kỷ niệm anh em ạ. À, nó theo mình từ khi game ra mắt beta đến giờ luôn đó, nó theo cái con Henry này từ khi ra beta tới giờ. Anh em nào muốn sử dụng thì mình sẽ tặng lại cho anh em. Ok, mình xin kết thúc video tại đây nha, chúc các bạn may mắn nhận được clip away từ kênh của mình. Rồi, bye bye, tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nha, bye bye.